Nghe đồn là bột rang muối của Phùng Tấn là đẳng cấp nhất Việt Nam, thì hôm nay mình sẽ cùng anh Phùng Tấn làm cái video này về bột rang muối để mình kiểm chứng xem là có phải đúng như sự thật hay. Mình sẽ ăn thử và đánh giá xem có đúng như lời đồn là cái bột này của anh Phùng Tấn ăn ngoài giòn và trong vẫn mềm, và cái bột rang muối này thì có cho nhiều một tí cũng không mặn nhé. Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay mình đi lên Bắc Ninh để với bạn Thành Đạt đây để bạn ấy làm cái món rang muối, cái vịt rang muối. Thì mọi hôm ấy thì mình làm cái vịt rang muối trên kênh của Phùng Tấn rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình muốn người ngoài như Thành Đạt, như một người bất kỳ khán giả trên kênh của mình xem cái món bột rang muối, xem cái món vịt rang muối của mình mà làm theo được giống y nguyên như mình làm ở nhà nhé. Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang xem ở trên kênh ẩm thực Thành Đạt cũng như kênh ẩm thực Phùng Tấn. Thì mình cũng đã làm nghề bếp này đến năm nay là 15 năm. Và mình cũng có nghe đồn về cái gia vị của anh Phùng Tấn là đang là được tất cả các anh em đầu bếp ở trên cả nước là đang tin sử dụng. Thì hôm nay mình tiện anh Phùng Tấn đi qua đây thì cùng vào nhà mình, thì mình nhờ anh Phùng Tấn là hỗ trợ làm một cái video và cũng như là chia sẻ cho mình cách để làm cái món vịt rang muối mà anh Phùng Tấn đang nói là uy tín nhất của Việt Nam. Nhưng mà cho anh hỏi là em đã làm cái món rang muối này bao giờ chưa? Em thì làm cái rang muối này rất là nhiều và cũng sử dụng rất là nhiều công thức. Thế nhưng mà em rút về khỏi ngành bếp khoảng tầm 5 năm nay để quay về vấn đề lĩnh vực là kinh doanh về món quay nướng. Nhưng mà đợt này thì em thấy anh rộng lên, anh em nói là mùa bia này mà không dùng bột rang muối Phùng Tấn này là hơi... Thế là hôm nay anh tự tin để giao cho em cái... đứng trực tiếp để làm thay anh rồi. Thì còn nếu mà em chưa làm bao giờ thì chắc là anh cũng phải nói hơi nhiều một chút. Với quý vị khán giả nhé, mình đã chuẩn bị cái tất cả cái nguyên liệu ở đây rồi, gồm cả vịt chặt sẵn ở đây rồi. Thì ở đây mình có 7 nạng vịt này, đã chặt sẵn sơ chế sạch sẽ này. Đấy, mì chính, hạt nêm, bột canh, lá mắc mật, ớt sừng, sả thái nhỏ, nước mắm và trứng. Ngoài ra thì hạt tiêu. Ngoài ra thì mình có cái bột tổng hợp này. Đấy, bột chiên tổng hợp thì trên kênh của mình có rất là nhiều, trên kênh của anh ấy có phải đến hàng trăm cái video về bột tổng hợp rồi. Đấy, bây giờ làm là hôm nay là làm theo phong cách của anh. Nhưng mà là em thử biết nhá, để xem là kết quả như thế nào nhá, để kiểm chứng mà. Trước đây là vịt rang muối theo phong cách Phùng Tấn. Nhưng mà đấy, hôm nay là Thành Đạt khác người đứng ra đạo diễn. Đúng rồi. Đấy, thì anh muốn làm sao mà kể cả khán giả trên kênh của anh xem ai có thể làm được, thì hôm nay anh muốn để xem nào. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho anh nâng thìa bột canh vào, nâng nhá. Thìa này thìa của mình, thìa cà phê tất cả các bạn nhá, thìa cà phê nhá. Đây là nâng thìa rồi đúng không? Rồi, hai thìa đầy hẳn lên. Rồi, hai thìa nước mắm. Thì cái này của mình thì trong cái bột rang muối nó có gia vị rồi, vừa vặn rồi. Thế nhưng mà mình vẫn phải tẩm ướp qua vịt, bởi vì là tẩm ướp qua vịt thì nó sẽ có cái độ ngấm sâu ở bên trong, còn bột rang muối nó sẽ ở bên ngoài. Đấy, còn hạt tiêu từ từ em. Còn nếu như bình thường mà không dùng bột rang muối này thì các bạn phải tẩm ướp, nó phải đậm thêm một chút, còn như thế này hơi nhạt nhé, tại vì là nhạt nhưng mà với bột rang muối vào là vừa. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đấy, mì chính em cho một thìa. Cái mì chính này thì tùy thuộc vào các bạn nhé, có những người không thích ăn mì chính có thể bỏ qua mì chính nhé. Còn nếu mà con nào ấy thì cho mình chín vào, ăn được mình chín cho mình chín. Hạt tiêu cũng thế, tùy thuộc các bạn thích ăn cay thì các bạn cho nhiều, một con cay thì các bạn bỏ qua. Đấy, bây giờ sẽ em sẽ trộn đều này cho, trộn đều với nhá. Đây là phong cách của anh mà thì em phải nghe theo anh. Được rồi, xong để em... Các bạn nhà mình lưu ý nhá, ướp đồ rang muối này này thì bẩm sinh ấy là trong này ấy, cái này nó đã rất là, nó đã mặn sẵn rồi nên là mình chỉ ướp nhạt thôi nhá, các bạn đừng ướp đậm nhá. Sau khi mà bạn Đạt đã trộn gia vị đều rồi thì bây giờ mình sẽ cho trứng. Cái trứng này thì các bạn lưu ý nhá, mình sẽ cho trứng gà nhé, không cho trứng vịt nhé. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn nào mà tiết kiệm thì các bạn có thể cho cả lòng trắng. Còn mà không sợ cốt cao thì các bạn lấy mình nóng đỏ không nhá, nóng đỏ không thì nó sẽ đẹp màu, nó sẽ thơm hơn nhá. Đấy, đấy, các bạn mà nào chưa biết đập trứng thì nhìn mình đập trứng để lấy nóng đỏ nhá. Mình sẽ đập vào một cái thành bất kỳ, mình sẽ tách đôi quả trứng ra. Đấy, và đổ cái nọ sang cái kia thì nó sẽ lấy được cái nóng đỏ nhé. Rồi đều lên. Thì bây giờ là sau cái công đoạn mà tẩm ướp gia vị rồi, bây giờ đến cái công đoạn quan trọng này là cái chọn bột tổng hợp.
nhé. Đây là cái bí quyết để có giòn và có thơm ngon hay không là nằm ở đây đúng không? Anh sẽ cho bột tổng hợp. Đấy. Thì các bạn lưu ý nhá, cái này nhá, sau khi mình nói trước nhé, sau khi mình tẩm ướp bột tổng hợp vào thì cái vịt của mình làm sao mà thịt của mình nó hơi ướt, hơi sột sệt nhá. Thì chính vì như thế, nếu như các bạn mà sau khi tẩm ướp gia vị rồi mà nó không có nước ở trong này thì các bạn cho bột vào, các bạn phải cho thêm một chút xíu nước. Nhưng đây của mình nó có ít nước rồi thì mình sẽ cho bột vào trước để xem như thế nào cái đã. Đấy, bởi vì là làm cái này cùng một cái cách làm như này, nhưng có những bạn vớt ra cái rửa cái các bạn tẩm ướp luôn, còn những bạn để ráo một chút các bạn tẩm ướp, thì nếu mình không nói kỹ cái đoạn này thì các bạn làm nó sẽ không được kết quả như mong muốn. Bây giờ mình sẽ cho một cái thìa bột tổng hợp này nó trộn lên này. Cái này thì mình cho khoảng độ 2 cái thìa bột tổng hợp này của mình lên. Đầy bột tổng hợp được thìa ăn phở các bạn nhé. 50g đúng không? Cái bột tổng hợp này thì bình thường thì em cũng làm bếp cũng khá dài đấy. Thì thường thì em thấy là một số anh em đang chiên ấy, thì đang bị mắc phải cái lỗi là cho bột nhiều quá, dày bột quá thì ăn cái sản phẩm nó không được thật. Đúng rồi, bởi vì món này của mình là món rang muối chứ không phải món tẩm bột. Mình không cho nhiều bột nhé, mình chỉ cho một lớp áo bên ngoài mỏng thôi. Đấy, sau khi tẩm ướp thì làm sao mà nó có lớp mỏng thế này. Đấy. Thì sau khi dầu nhá, mình cảm nhận ra rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để xem cái dầu này của mình đã ra hay không. Thì thường thì anh em sẽ dùng nước để cho nó bắn, nhưng với mình thì cần dùng một cây xả này là mình đã đoán được dầu nó ra hay không. Các bạn nhìn thấy nó sủi bọt này. Thì khi các bạn thấy như thế này thì lập tức các bạn sẽ phải hãm lửa nhỏ xuống cho mình nhá, để bắt đầu chuẩn bị vào chiên nhá. Nói như chuyên gia nhỉ. Chuyên gia thật thế nhỉ. Khi bắt đầu vào chiên thì các bạn lưu ý nhé, lúc đấy mình để đây bột nó đã lắng xuống đáy rồi, thì bây giờ mình phải đảo qua lại lên để cho cái bột nó đều lại nhé. Bột đều lại sau đó thì mình sẽ thả vào theo hành của chảo này. Đây là mình đang thả cho các bạn này thôi, còn nếu mà bình thường mình sẽ cầm cả như thế này, mình thả đều được nhé. Cái này thì khi thả xong hết vịt này vào này, thì mình sẽ vặn lửa nhỏ để om cho cái vịt này nó chín đã. Sau một tí nữa khi mình cảm nhận khoảng tầm 3 phút đến 4 phút nữa mà vịt nó chín hẳn rồi ấy, lúc đó thì chúng ta sẽ đến cái công đoạn là làm cho giòn vịt. Bây giờ là để làm cho chín vịt. Tại sao mình phải làm như thế này? Vì cái vịt này ấy, nếu bây giờ các bạn thốc nhiệt lên ấy, các bạn thốc nhiệt lên cao ấy, thì lập tức cái vịt này nó sẽ bị khô ở bên ngoài giòn nhưng bên trong sẽ bị khô. Nhưng cái điểm nhấn là mình phải om lửa ấy, là chủ đạo là để cho bên ngoài giòn và bên trong phải mềm. Phụ em cũng đấy. Khi vịt của mình mà nó nên được của khoảng độ, mình để được khoảng độ tầm 20 giây. Đấy, mình phải đảo cái vịt nhá, bởi vì cái này nó có bột ướt ở trong, nếu như mình mải, đây là đặt kiểu mải nói quá ấy, có thể là sơ nhã, nếu không đảo thì nó sẽ bị dính vào nhau. Đấy, bây giờ rơi rồi. Vịt ấy mà bên ngoài mà giòn, bên trong mà mềm ấy, thì các bạn phải chú ý cho mình này là khi vào dầu này xong này thì mình sẽ phải hạ thật nhỏ lửa xuống để mình om cho cái vịt nó chín. Nó chín tới thì bên trong nó mềm mà nó không bị khô. Đấy, còn nhiều bạn thì cứ vào đây thì các bạn cứ nhiệt to đùng đùng rồi các bạn cứ vào nhiệt. Sau đấy các bạn thả vào đây để cho nó lâu quá thì là nó sẽ bị khô nhé. Và thứ hai này, để phân biệt được vịt chín hay chưa này, thì đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn này. Như miếng vịt này đã nổi lên như thế này nhá. Theo những kinh nghiệm làm nghề của mình ấy, thì cứ vịt khi nào mà nổi lập lờ ấy, là con vịt chín, anh em không cần phải cắt nữa. Cứ khi nào mà cái miếng thịt vịt này của mình nó nổi lập lờ khoảng 70% thì mình chỉ cần om thêm một xíu nữa là con vịt này chín. Đấy, bây giờ là cái phong cách của anh nhá. Cái cách làm của anh là cái bột mà mình sau khi mình chiên vịt ấy nó còn trong này, thì em sẽ cho cái xả đấy trộn đều lên cho anh để cho cái xả của mình nó không bị khô. Thường thường các bạn ấy cứ quẳng xả vào này thì cái xả nó sẽ bị khô, ăn nó sẽ như củi ấy. Đấy. Đây là một trong những cái bí quyết mà mình chiên xả để cho xả được giòn mà rất nhiều đầu bếp không chia sẻ cho các bạn nhé. Cái này thì sau khi mà mình thừa một ít cái bột còn lại này thì mình sẽ ướp cái xả này và cho thêm một xíu bột khô vào đây. Bởi vì cho phải cho bột khô, bởi không cho bột khô thì nó sẽ bị bết. Đúng rồi, đấy. Đấy. Đấy mà, chia được. Rồi. Sau đó đánh tơi ra nhé các bạn nhé. Đánh tơi ra. Trước khi xả vào, thả vào rũ bỏ. Rũ bỏ bột đi, sau đó mình sẽ cho vào chiên này. Cái xả này thì thái nhỏ rồi thì nó rất là nhanh vàng. Thì gần vàng cái thì mình sẽ cho cái lá ngó mật vào nhé. Đấy, nếu làm gà rang muối thì bạn cho lá chanh, mà nếu mà làm vịt rang muối thì bạn cho lá ngó mật. Ớt này thì mình chỉ cho vào để cho màu sắc nó đẹp thôi. Thì sau khi mà
Con vịt của mình đấy, như đấy mình vừa chia sẻ đấy là đã nổi 70% nhé, thì cái vịt này là 100% đã chín rồi này các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra. Đây là một trong những cái bí quyết mà làm giòn mà rất nhiều anh em mắc phải, là mình sẽ vớt ra và bật căng dầu lên lại này. Đợi cho cái dầu này căng lại, mình thả vào lần thứ hai thì cái bột, cái lớp bột ở bên ngoài bắt đầu là giòn nhé. Cái vịt bên trong là mình vừa om cho nó chín nhỏ lửa để cho nó mềm rồi đúng không? Thì bây giờ cái khâu này là khâu để làm giòn. Thế nên tại sao nói là bột của Phùng Tấn ấy mà ngoài giòn trong mềm, đây chính là những cái lý do và những cái bí quyết mà nhiều anh em khi đi học bếp mà học chưa đúng chỗ hay bị làm lỗi là ở cái phần này. Thì bây giờ mình sẽ cho vịt vào. Sau khi cho vịt vào nhé, thì lập tức mình sẽ thả lá bốc mật vào để cho lá bốc mật chín. Cái lá bốc mật này nhé thì rất là nhanh chín, thì chỉ cần thả vào trong vòng khoảng độ 3 đến 50 giây là mình đã có thể tắt bếp, mình đã vớt ra được rồi nhé. Đây, khi lên này các bạn nghe cái tiếng cái vịt nó giòn keng keng ở trên trên ấy này, trên vật này. Đấy. Thường một đĩa vịt mà bảy nạng vịt như thế này ấy, thì mình chỉ cần cho đầy một cái thìa ăn phở này là được các bạn nhé. Đấy. Em bảo đầy cái thìa này bao nhiêu gram? 25 gram. Ok. Đấy là thoải mái con gà trống rồi. Đấy. Bây giờ các bạn đây, mình sắp lên này. Đây là hôm nay anh em vừa làm vừa mang tính chất là vui nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý là cái vịt của mình đang nóng thì các bạn cho luôn để cho trong muối nhé, thì nó bán được rất là nhiều nhé. Mình cố tình cho nhiều một tí để mình xem là đúng chuẩn như cái bột rang muối này, lỡ tay nó có bị mặn hay không các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay mà không giòn là do em làm nhé, phải lo bột phanh không nhé. Lớp ngoài thì rất là giòn, bên trong thì mềm thật các bạn ạ. Có vẻ là cũng cho nhiều được, nhưng mà nếu mà cho nhiều quá thì ăn cũng sẽ hơi có một tí vị mặn bột rang muối. Nếu mà cho dày như này thì ăn cũng ăn xong được hơi đặc. Hy vọng là cái buổi chia sẻ về các món vịt này của mình sẽ giúp được nhiều bạn hơn nữa để làm các cái món vịt thành công hơn nữa. Thì